Xin chào anh em đã quay trở lại Thinh View và mình là Khánh Khúc. Hôm nay mình đang có ở đây một bộ PC sử dụng CPU của AMD là AMD Ryzen 9 7900 rất là mới. Đi kèm vào đó là dòng card đồ họa rời AMD Radeon 7900 XT và mọi những thông số khác của bộ PC này thì mình sẽ show hết ở đây để mà cho anh em có thể tiện theo dõi. Combo CPU và GPU này được rất là nhiều anh em quan tâm trong thời gian vừa qua. Hiệu năng của chúng là cực kỳ mạnh mẽ, thoải mái để giúp cho anh em chiến những tựa game 2K và 4K với những con số FPS là rất là cao. Còn nếu như mình chơi CSGO ở full HD thì mình có thể đạt được là 1200 FPS. Vâng ạ, à, anh em không nghe nhầm đâu, 1.200 FPS Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho em CPU Ryzen 9 7900 Bởi thực sự mình rất bất ngờ với hiệu năng trên mỗi quát điện của dòng CPU này Rồi, nếu như mà so với cả dòng CPU mạnh hơn được ra mặt trước đó là Ryzen 9 7900X Thì thông số của em 7900 5X này về cơ bản là cũng không có quá nhiều những sự khác biệt Nó cũng được sản xuất trên tiến trình 5nm, cũng sử dụng kiến trúc Gen 1 mới nhất Cũng socket AM5, cũng hỗ trợ RAM DDR5 cũng có PCIe 5.0, cũng có 12 nhân và 24 luồng, cũng có bộ nhớ cache là giống hệt nhau, gần như là mọi thứ là giống hết nhau. Tuy nhiên em 7900 Nano X nó có xung nhịp giảm xuống đi một chút và lượng điện tiêu thụ nó giảm xuống cả quãng. Nó có TDP là 65 w và được giới hạn công suất điện xuống chỉ còn vào khoảng là gần 90W mà thôi Trong khi đó thì em 7900X nó có TDP lên tận là 170W và ăn tối đa lên đến là 230W cơ Và như anh em thấy rằng lượng điện nó chênh lệch nhiều như vậy nhưng mà khi mà anh em nhìn vào hiệu năng của hai dòng CPU này đi ạ, nó không chênh lệch nhau quá nhiều đúng không ạ? đấy mà giá lại rẻ hơn 120 đô nữa thì có phải là quá ngon đúng không ạ? đến đây thì có thể là anh em sẽ hỏi ngược lại, thế thì những người đi mua 7900X là hớ à? hoàn toàn không. thứ nhất đó là mức chênh lệch giá thực tế, mức giá rẻ hơn 120 đô như mình chia sẻ lúc nãy, chẳng qua là giá của em đi công bố mà thôi, chứ thực tế thì 7900 nó ngon như vậy, thì mình nghĩ rằng những đại lý bán lẻ Việt Nam sẽ không cho nó có mức giá chênh lệch nhau quá là nhiều so với cả em 7900X đâu. Và thực tế khi mà mình check được ấy thì mức giá nó đúng là chênh lệch chỉ có vài trăm cho đến gần một triệu thật. Còn nếu như mà anh em đi mua được mức giá của nó chênh lệch như là công bố ấy và khoảng là hai triệu rưỡi thì lúc đó nó mới thực sự là ngon. Thứ hai là do em CPU 7900X nó được cung cấp điểm cái dồi dào nên nó sẽ cho mình hiệu năng mạnh mẽ hơn ở những tác vụ mà cần sức mạnh đa nhân liên tục kéo dài. Ví dụ như khi mà anh em render chẳng hạn Tuy nhiên, anh em cũng không cần quá lo đến việc này, bởi vì với hầu hết các nhu cầu không cần một lúc liên tục 12 nhân cùng chạy ở mức tối đa. Ví dụ như khi mà anh em chơi game chẳng hạn, chỉ cần vào khoảng là dưới 6 nhân đổ xuống thì sự chênh lệch lại hoàn toàn không đáng kể. Rồi, một điểm lợi thế nữa của 7900 so với cả 7900X là anh em sẽ được tặng kèm quả tản nhiệt 140W trong hộp. Đó là lợi thế của việc ăn ít điện hơn. Còn bộ PC mà mình đang có đây, nó sử dụng tản nước của NZXT luôn. Nên là khi mà chơi game hay là benchmark ấy, thì nó cũng chỉ có vào khoảng là 50 mấy cho đến 60 mấy độ C mà thôi. Phải gọi là quá mát và bộ PC này nó chạy êm du luôn. Rồi, còn lại những thành phần khác thì ở đây mình cũng đang có em cả đồ họa rời AMD Radeon RX 7900 XT. Em nó có thể ăn lên đến 300W Dễ hiểu vì sao đây là dòng cả đồ họa để mà giúp cho anh em chơi game ở độ phân giải là 4K mà 4K FPS vẫn cao nhá Chứ không phải là 4K chơi được đâu Và đa số những tựa game triple A mình chơi ấy, Nó đều đạt vào khoảng là 70 cho đến 80 FPS đổ lên Ở hai setting Chứ không phải là dạng chơi được đâu nhá Chơi sướng là đằng khác Và dù ăn rất là nhiều điện Nhưng mà nhiệt độ như anh em thấy ra Nó vẫn rất là mát chỉ vào khoảng là 60 mấy độ C mà thôi Nên là cho dù anh em có là người khó tính nhất là khoản nhiệt độ ấy Thì cũng thấy ra đây là một cái mức nó quá là mát và ở đây thì bộ PC này nó cũng sử dụng bộ nguồn 750W của NZXT Thì mình thấy rằng ở đây là đủ với những thành phần phần cứng của hệ thống này Tóm lại thì mình thấy rằng em CPU Ryzen 9 7900 X này Là một dòng CPU mà phù hợp với đại đa số nhu cầu sử dụng của người dùng Thậm chí là thừa bởi vì hiệu năng của nó vẫn rất là mạnh mẽ Và hiệu năng trên mối quan điểm của nó là quá ấn tượng và mức giá nó cũng rất hợp lý nữa và nó còn càng hợp lý hơn nếu như mà trong thời gian tới mức giá nó còn được giảm xuống một chút sâu hơn nữa so với cả em 7900X thì thực sự là quá ngon. Và một lần nữa với combo cấu hình khủng này Ryzen 9 7900 đi kèm với mainboard X670 thì anh em có thể sử dụng với cả những tác vụ cần render hay là những nhu cầu đồ họa chuyên nghiệp. Còn nếu như mà anh em chỉ dùng cho game thì có thể kết hợp với cả những dòng bên giá rẻ hơn, ví dụ như là B650 này hay là A620 có mức giá rẻ hơn nữa thì mình thấy rằng nó sẽ phù hợp hơn. Ok anh nghĩ sao về hệ thống này cũng như là CPU Ryzen 9 7900 này anh em hãy chia sẻ phía bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.